Tại sao dự án siêu hố sâu Kola ở Nga bị yêu cầu dừng lại đột ngột? Vào tháng 5 năm 1970, Liên Xô dốc sức huy động nguồn lực trên toàn quốc, tổ chức cho hàng chục ngàn nhà khoa học đến thăm tuyến đầu tiên, sử dụng các máy móc và trang thiết bị hạng nặng, bắt đầu khoan thăm dò tại bán đảo Kola ở Tây Bắc Nga. Đến năm 1994, đã khoan sâu tới 12.262 m. Sau đó, công trình lớn này đã bị chính phủ đình chỉ một cách kỳ lạ vào năm 1994. Toàn bộ các nhà khoa học phải rút khỏi hiện trường, tất cả máy móc thiết bị đều bị bỏ lại. Tiến sĩ Demir Asakov, một nhà địa chất học của Liên Xô cũ nói rằng, khi đạt đến độ sâu khoảng 14.400 m, mũi khoan đột nhiên xoay mạnh, cho thấy dưới lòng đất có một không gian rất lớn. Lúc thu hồi mũi khoan thăm dò, cùng với khí nóng phun ra từ lỗ khoan, còn có một con quái thú lớn với răng nanh hung ác. Nó giống như một con dã thú đang nổi giận, không ngừng hét lên, sau một hồi liền bay đi. Một số công nhân nhìn thấy con quái vật liền sợ đến nỗi tháo chạy thục mạng. Nhưng chúng tôi đã quyết định ở lại với hy vọng tìm hiểu đến tận cùng. Chúng tôi đã đưa một máy thu âm xuống lỗ khoan, nhưng chuyện kỳ quái là âm thanh thu nhận được không phải là âm thanh của sự dịch chuyển trong lòng trái đất, mà là tiếng kêu thảm thiết của con người. Một số tu sĩ nhận định rằng khi đó Nga đã thực sự khoan đến cổng của địa ngục.